Này, tối qua cậu có giấc mơ kỳ lạ nào không? Có nói gì đấy đến việc sử dụng cái sức mạnh của những cái con nòng nọc trong đầu? Nhưng mà tớ không tin vào điều đấy lắm. Nếu mà chúng ta đang bị trong tình trạng này thì tại sao không? Nếu nó có thể giúp chúng ta đến gặp được chữa bệnh tốt hơn, sớm hơn. There's nothing in here for you, for any of you. Cả đuôi, đúng rồi, tất cả đuôi của nó chạy trốn hết rồi. Innocent are going to die. Then this sacred grove could be a comfort to them in their final moment. Chẳng ngồi đông như con nguyên vậy. Đây là phần 3 cũng như phần cuối về câu chuyện của Hunter và Adriel. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Adriel ra đây nào, chúng ta làm cái intro. Có intro luôn hả? Lấy rồi. Ờ, chúng ta đã trở lại với Baldur's Gate cùng Thiện và Boop. Thiện chơi Hunter, Boop chơi Adriel. Tập trước thì chúng ta vừa mới vào động Goblin và bọn chúng chuẩn bị xâm lược cái camp của mụ Druid cùng với Tiefling. Và bây giờ thì chúng ta đã tìm được cái ông Halcyon rồi. That look in your eyes, I've seen it before. Are you feeling all right? No. Oops. Bình tĩnh ra. Nhìn mặt kiểu béo. Yêu phách tật. Ông ấy từ một cái đưa tay mà ông biết thôi hả? Well, you know, Paul of Druid. Nhưng mà tôi có thể làm được nhiều thứ mà. Hoặc là ông ấy là chủ mưu. Ha. Không tin được ông ấy là ông không nói hết về cái artifact. It's too late to merely kill this horde's leadership. Chắc là ông ấy. Forces are already marching. If you want me to help, you need to help me first. You must get ahead of them. Muster the defenses. Không, thôi thì sao? Tôi nghĩ là chúng mình cần nghỉ một tí đã. Nghỉ đi. Tuyệt vời. Ổn không Hunter? À không, chúng mình rồi đang ngủ. Khó. The world swims as you close then reopen your eyes. How long have you been waiting here? A moment, a night, a 10 day? Ta chưa thể thua được. Sốt thôi mà. Rồi nó sẽ qua. Adri ở đâu khi tớ cần guidance? If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Anh nghĩ chuyện thì sẽ mơ một cái giấc mơ khác em đúng không? Chắc thế. Em có cái tích private dialogue đúng không? I came just in time. Yeah. Người là ai? Your salvation. Ooh. And not for the first time. And I'm here to save you again. Có tin tưởng được không vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us. Thì tôi phải sử dụng nó sao? Đừng có nói những cái phiền vông ở đâu nữa. Cho tôi cái gì cụ thể xem nào. Pet him. Ôi, nhìn nụ cười của nó thấy nó tờ đổ nụ cười. Đằng sau lưng. Background của Hunter cái gì kìa. Có gì? Có ghêu, nghe có vẻ quan trọng. Condition very different from the parasite we share, but is it contagious? No, nothing like that. Every so often I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. You're telling me you're addicted to magic? No, it's nothing like that. That I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Nếu mà không thì sao? Cậu inside đâu này xem nào. Oh, actually, yeah. Inside đây rồi. You become one with Gale's mind. And you can feel something sinister oppressing you. It's inside of you. A mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further,
But your holdover Gale feels brittle. It won't be easy delving deeper without him noticing. Tôi cần biết. Wow, nát một thì thôi, nát một thì thôi. Bí mật của anh là gì? Tại sao anh cần đồ? Chữ một. Let's go. Oh my god. Okay. The need remains debatable, but I recognize your responsibility. Không hiểu rõ nó là gì nhưng mà thôi là rồi. Cứ thử đưa cho một magic item rồi tính sau. Chuyện gì xảy ra với cái artifact này? What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. Ơi Adriel, chúng ta có gì không nhỉ? Này cho cái pendant. Đó. Thank you. Ít nhất thì hắn nó không lừa chúng ta, hắn consume cái sức mạnh ma thuật thật chứ không phải là lấy đi để đem bán. Nó vẫn đáng sợ đấy. Tôi hy vọng là chúng ta không tiếc việc mất cái artifact đó. I myself am a much more powerful artifact in your arsenal. Rest assured of that. Ha. Tôi sẽ đi hỏi chị này về cái cổ vật mà chị ấy đưa cho mình. Ơ, từ từ chị gái ơi, đã làm gì đâu? Thì sao ai cũng có vấn đề gì đấy ngoài cái con tháp bô ấy nhỉ? Có lẽ những người bình thường chúng ta là vấn đề. Trong một thế giới toàn kẻ điên thì những người bình thường là mới là kẻ điên. Đúng rồi, chúng ta không có background xịn như họ. Chắc phải. Nhưng chúng ta có nhau. Chú hoặc là chúng ta là vấn đề của nhau. That's kind of deep. Làm sao mà có được cái artifact đấy? Ai cũng cần trust. Ai cũng cần trust nhưng không ai muốn chia sẻ trước. Này, tối qua cậu có giấc mơ kỳ lạ nào không? À, cậu nói câu hỏi tớ hả? Có mơ thấy một người kỳ lạ. Người đấy bảo là người đấy đã cứu tớ lúc mà rơi từ cái phi thuyền xuống. Wow. Ủa? Người đấy cũng bảo vậy với tớ. Có phải là một người đấy trông như thế nào? Một drow được cao so với tớ, không cao so với cậu. Thế thì có vẻ là khác rồi. À, người đấy có bảo gì khác không? Ngoài việc cứu từ khi mà rơi xuống. Nói gì đấy về việc cần sức mạnh của tớ để xây dựng something like that. Có nói gì đấy đến việc sử dụng cái sức mạnh của những cái con nòng nọc trong đầu. Nhưng mà tớ không tin vào điều đấy lắm. Nếu mà chúng ta đang bị trong tình trạng này thì tại sao không? Nếu nó có thể giúp chúng ta đến gặp được chữa bệnh tốt hơn, sớm hơn. Không biết nó cậu có nhìn thấy gã áo tím kia không? Hắn là vấn đề khác. Nhưng mà ý tớ là cháu sợ là nếu mà chúng ta dùng nhiều cái sức mạnh mà chúng ta không biết á thì cũng sẽ giống gã là kiểu sẽ bị nghiện something like that. Khi mà cậu đã có nhiều sức mạnh, ví dụ được tổ tiên ban cho nhiều sức mạnh hơn, cậu có nghiện không? Khi mà cậu được hóa thành sói. Không, nhưng mà ý là cậu biết là đấy là cậu biết cái nguồn của nó ở đâu ấy, còn cái tháp hô này nguồn của nó là bioplayer ấy, nó là những sinh vật xấu xa ấy. Thì chúng ta dùng vũ khí của chúng để chống lại chúng có gì đâu, nếu mà chúng ta có thể chống lại chúng tốt hơn. Ok fine, cậu nói cũng đúng. Từ xem có ai khác mà cũng mơ thấy thế không. Gale is positively voracious. Lạ thật, có phải không ai khác mơ thấy cái đấy, chỉ có hai bọn mình. Đây có phải là điểm gì không? Tớ và cậu, chúng ta đã nói là chúng ta có nhau. nếu cậu muốn thì cậu có thể sử dụng sức mạnh đấy. Tớ sẽ trông chừng cho cậu. Sure, ok. Kiểu chúng ta không nên bỏ hết trứng vào một giỏ ấy. Vậy cũng được, sẵn sàng để tiếp tục đi chưa? Chúng ta nghỉ trong cái chỗ bọn Goblin hơi lâu rồi đấy. Đấy có một lũ đang hò hú gì đấy. Wow, tên này cũng có cái parasite. Còn nhớ là lúc mà chúng ta bị cái vision có ba cái bóng, một là cái bóng của một tên elf mặc giáp, một là cái bóng của một người half elf trẻ và có một người phụ nữ nữa. Cậu có cảm thấy gì không? Hình như có cái gì đó từ cái artifact. Chúng ta làm gì đây? Ok, chúng ta nên ra khỏi đây. I've got plans for you, boy. Tớ không nghĩ là mình có cơ hội tốt để đánh bọn này nên là cứ tạm thời ở lại nhá. Chuẩn bị sẵn sàng ma thuật và vũ khí đi rồi. Nếu mà chúng ta bị phát hiện, tớ sẽ thử một thứ khá risky. Hỗ trợ tớ nào. Tớ sẽ thử đột nhập vào não tên kia.
Rexlin's mind reels, then calms. You will speak as you command. With Rexlin's voice, you ask. I laugh. Who is the Absolute? Rexlin frowns in confusion at a question he would never have asked. Thì Absolute có liên quan đến bọn Absolute power. Chắc chắn là phải liên quan rồi. Tells me nothing. Nó liên quan đến những cái con parasite trong đầu mình mà. Và có vẻ là cái hình ảnh vừa rồi càng confirm nó. Có vẻ đây là một hội Mind Flayer nào đấy muốn gì đó. Tớ không nghĩ là tớ có thể hỏi câu nào quá suspicious, quá xú. Thằng này sẽ nhận ra. What did the killer want? Yeah. Tại sao Gif lại đuổi? Chúng ta nên rời đi thôi. Mụ Drow kia tập hợp đội quân thế nào rồi? Xuất phát rồi. Đi rồi hả? Holy shit. Tức là đã không còn ở đây nữa rồi á. Mình chỉ có là mình chỉ là lòng muối đang đợi cái thông báo của mình thôi. Ôi. Ôi. Ở kìa. Các bạn. What? Hello? Qua đi. À, bây giờ mới mở cửa. Tức là nó đang nói chuyện với tớ. Cái thằng đấy nó bảo với tớ là vào đi để lên nói chuyện. Đang nói chuyện, đang cắt xin à? Không để ý thấy cửa cứ đóng. Nó bảo là nó tưởng xin lỗi nhầm chúng ta với Goblin rồi. Bây giờ thì chúng ta phải lên tường thành để nói chuyện với cái ông ấy. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Go away! There's nothing in here for you! For any of you! Hình như tất cả đuôi, đúng rồi, tất cả đuôi của nó chạy trốn hết rồi. Innocent are going to die. Then this sacred grove could be a comfort to them in their final moments. No, open up. There's people out here who need shelter. We've been more than generous already. Về với mọi người đi. Cậu thấy chưa? Đây là những kẻ hèn nhát. Nếu mà nói thật ra, tớ cũng không muốn tham gia cái này đâu. Và mình đã lỡ để cho cái tụi Drow và Goblin kia biết ở đây rồi, nên ta cảm thấy là cần phải chuộc tội một cách nào đấy. Ok kìa. Cái gì đây là cái máy từ ra. Đang bay lên tự nhiên nhảy xuống. Sao nó lại bay lên? Join our heroic last stand. Will và Adriel. Will và Adriel đang quay mông. Cái conversation của tôi. Nó nên đổi Lazel lấy người khác không? Lazel khá là nguyên nhân. Just as the day seems darkest. Kể cả melee thì bảo vệ tường thành được mà. I've given you up for dead at the goblin camp. But what happened? We've seen them massing in the woods. Sẽ không thấy cái điều này đâu. Goblins are coming. Chúng ta đã gặp cái bà Drow rất sớm và dẫn chúng tới đây. Hells, I didn't expect it. We were almost ready to leave. Do you have a plan? What I have is no choice. We need to thin their numbers quickly if we're to survive. Surely there's a better option? Believe me, I've prayed to find one. But the gods have seen fit to stay out of this. You haven't. And so we place our faith in you instead. See to your preparations and then sound the horn. Đừng cảm ơn tôi vội. Có thể chúng ta sẽ đâm sau lưng rồi đúng không? Ý là chúng ta đã chưa thắng mà. Cậu lãnh làm gì? Cậu nói gì vậy? Vậy thì thổi tù bà đi. Cậu lo bên này, tớ sẽ lo bên này. Chắc. Ngồi đông như con nguyên vậy. Cả ô gờ à? Tĩnh lặng. This is it. Everything turns on this. What? Phép gì hay vậy? Chiếu. I know that you are
But I also know that you have been fighting your whole life. Trừ một spell slot. Cinematic spell slot. We have never been given the easy choices or the gentle paths. And this is no different. These creatures would take our lives, our children, our future. And we must resist. A splinter of ice works its way into your mind. A pretty speech. It almost brings a tear to my eye. Now slit his throat and open that gate. The Absolute wants all of them dead. Ôi không, con Mind Flayer đang điều khiển, tắt vô điều khiển tớ. Không, tớ resist rồi. Traitor, you think you can stand against me and the Absolute? Ariel không biết điều đấy, Ariel là đứng kia mà. Không biết điều đấy. Nó phải trông ngồm đấy. Ta tổ nhiều người quá. Đấy, ngồi sẽ đánh mày lớn mà. Đấy, đến lượt anh ấy. Thì là đáng ra phải đứng cạnh bãi lửa. Nhưng mà mình phải thổi kèn mà. Anh chạy ra bãi lửa cũng được mà. Yeah. Bọn spider này level 5 luôn á. Bạc bè, sharp eye, Nas. Xem giết được đứa nào thì giết luôn này. Yep. Disadvantage. Disadvantage hết ạ. Outside of normal anh range. Anh chỉ cần bắn vào cái oil barrel để nó để phá cái transport barrel thôi mà. Cái transport barrel đấy là của nhưng đấy, mà nó không nổ, cái... phải lửa nó mới nổ. Ok thì anh có thể phá cái đấy thì em bắn nổ cũng được. Em có lửa không? Em đứng ngay cạnh cái đống lửa này, em chạy ra đấy em qua deep, nó có cái action deep ấy. Ok. Chứ còn em không có phép lửa quá. Ủa sao không? Nên thì sao chúng ta cần một phù thủy? Còn một... Ủa, không bắn tới luôn đấy. Holy shit. Không tới luôn nè. Ở chỗ của anh không bắn tới được. Ok, try this. Ok. Đây là subclass rồi. À ok. Damn, ok. Bắt đầu chạy ra chỗ lửa nào. Holy shit, thêm nữa. Holy moly. Soul branding. Rồi chị làm gì? Nó bless. Anh nghĩ là em nên bắn lửa luôn hay là em nên gọi Spyro trước để kiểu cản đường chúng nó đi? Bọn nào đến sẽ sắp tới là bọn nào chuẩn bị đi. Bọn bên trái chuẩn bị đi. Nhiều nói chung là Spike Grove đi. Ngay trước đường. Đấy, chỗ nào mà bọn nó chắc chắn phải chạy qua ấy. Nice. Ok, cung em là cung lửa rồi. Nice. Quá. Quá. À, được rồi, nó có mất máu. Yeah. Em có nên cho Will sử dụng máy chém vào đội của nó không hay là... Cái máy chém này bọn nó chỉ có một tụ được thôi, chứ về sau bọn khác được. Nhưng mà cái tụ ở giữa này khá là đông này. Xem còn sau được nhiều không? Em đang chém ở đây thì chắc là được khoảng 3-4 con rồi đấy. Về sau rồi sẽ phải bỏ concentrate thôi, nhưng mà 3-4 con still good. Không sao. Chết luôn rồi sao? Ủa, có con nhện trên này này. Đúng rồi, thì em mới bảo là có bọn nhện đang trèo lên á, phải xử lý được bọn ở trên này. Jesus, what? Oh shit. Đúng rồi, với cả còn cái đấy nữa. That's new. Ủa, anh không biết cái đấy à, thế nên em bảo phải phá cái barrel ấy, bởi vì chúng nó ném lên á. Em giỏi chuyện đã biết. Sao? Anh không biết. Chúng ta sẽ xử lý được. Thật rồi, chúng ta sẽ làm được mà. Chúng ta làm được. Bất kể chuyện gì. Tất cả những cái hòm này là đều có một con goblin trong đấy đấy. Oh my god, có những cái này. Ok, vậy thì chúng ta phải xử lý nhanh rồi. Ok,
Ủa nó deep chưa vậy? À rồi rồi rồi. Bây giờ deep rồi. Bạn đi. Bạn. Rồi. Chết. Đấy, bọn nó trong này đấy, chúng nó lộ kìa. Rồi, đã thấy. Nice. Đi ra thì chúng nó không ném được lên trên nữa. Which is nice. Cái cuộn ngợ gì đâu ở trên này. Armor Vagathi. Đừng đánh melee nó nhá. Đẩy nó xuống thôi. Anh Will nó đánh rồi, nó còn chết rồi. Và Will cũng... Anh Will luôn rồi. Đừng có hòng. Đẩy bọn nó xuống thôi. Ok, cái máy chém hết chúng nó rồi. Ở tuyệt. Đâu, Will có thể đẩy lắm. Will đẩy bằng Average Blast. Will đẩy bằng Average Blast. Cứ hét đi, hét vào đến chỗ chết của bọn vậy. Chúng nó đông kinh khủng ạ. Và thế chúng ta có thể là cái Spy Pro là cái phép nào. Sao là bọn đã từng. Bây giờ mình sang tuần mới này, hiện nhảy. Đâu Jesus. Không chết mất một tiefling rồi. Có vẻ là những bọn bên dưới thì hiện tại không cần lo lắng. Vì là lo giúp người bên trên. Bên phía bên này này. Vậy tiefling chết nhiều quá. Không đủ range để chạy sang luôn ấy. Bên này còn nhện không? Bên em còn nhện, bên anh thì như không. Bên anh hết rồi. Có 2 con thôi thì 1 con là chết rồi. Rồi là cái con bên anh là chết rồi. Còn con bên em là chưa chết. Bước ra đây thì có bắn được nó không? Không tới. Jesus. Rồi bắn một phát bên dưới đã vậy. Đừng để cho mấy con theo kia nó chạy được vào. Không sao, hai con ít máu rồi. Sẽ bắn cái con nhiều máu hơn. Thì có gì nó tự chết bởi cái Spike Crow. Nhiều. Còn đang cao là nó không chạy được đến nơi. Đặt quân quốc. Không, các người nhầm rồi. Everything helps. Ủa, có thêm người nữa hả? Nó quay này từ đâu ra vậy? Oh my god. Cứ buff đi, rồi bọn nó vẫn phải chạy con giống này thôi. Blast tiếp này. Absolute này. Tại vì ba đứa Blast cũ chết rồi. I see it. Wait, so now... Còn một cái thùng dầu ở bên này, nhưng mà thôi cứ lo con nhện trước đi. Ôi, tôi yếu quá. What? Bắn à? Em bắn để nổ, để đổ con nhện á. Tại vì cái animation của anh chậm. Anh tưởng tự nhiên nó nổ. Không có gì à, tự nhiên đấy hết. Hunter à. Chết không? Chết không? Oh my god. No. Nó vẫn đến. Nó vẫn nổ được cả. Nó vẫn nổ được cái cửa à? Có thể bọn máu dày như Bugbear và Ogre có thể chạy qua đống này, đừng phải lo bọn nó đấy. Nó không đẩy được xuống ạ, bịp rồi, bịp vô cùng. Bắn đi, bắn Eldritch Blast, Disadvantage cũng được. Hoặc là chạy ra và bắn. Disadvantage. There's a chance. Giặt cuộn cuộn. Xếp thành công luôn ạ. Cái chưa. Vãi nồi. Trời ơi, toàn trượt thế này. Con nào nổ nốt đi. Ơ kìa. À rồi. Em tưởng là hết lửa rồi. Cái animation của anh cứ bị chậm. Cái... Còn cái hòm nào ở dưới đất không nhỉ? Hay là cái Spike Rome nó bị mất hết rồi? Hòm còn chứ nhỉ? Từ để em tìm nhé. Em nhớ là nó phải có cái hòm trôn dưới đất ạ. Cái Spike Rome nhưng nó không làm nổ hòm á. Yeah. Hay là có ta. Chắc nó chỉ che thôi nhưng mà không biết là game nó có bug không. Wait, spy, tất cả ở đây đều là spy. Wait, cái hòm của tôi đâu? Nó che đi mất rồi hay sao ấy? Tôi không thấy. Cái gì đây? Hellric Rebosh. Đấy là cái spell slot cuối cùng trong ngày của em đấy. Trong combat này, muốn dùng không? Combat này em chắc là sẽ không dùng. Bởi vì lần nào cũng sẽ phải dùng để nhau tí nữa cả, đánh nhau tiếp. Ui dồi, hai người kia còn đứng gần nhau nữa. Chết rồi, ui không. Hunter có ổn không vậy? Không. Ui lại một epic link nữa hy sinh rồi. Con bắt bè chạy vào, nó bị đốt nè. Bây giờ chúng nó khôn rồi, anh ơi chúng nó không cũng chạy vào cái đồng kia nữa. Chúng nó khôn quá. Bạn chết được con Goblin ở trước mặt em luôn, được rồi, trước mặt Will luôn, đây này. Nhưng mà anh bắn được. Không có đam để bắn chết nữa.
Có Rush rồi không? Không, tao chạy để Rush. Đây sẽ là một trận chiến dài. Gì? Không sao, chúng ta có thể chiến thắng mà. Chúng ta vẫn khá, có thể là vẫn chiến thắng nhưng mà sẽ mất bao nhiêu người bạn? Không quan trọng. Chúng ta muốn không quan tâm đến những sinh mạng đó. Wow. Adriel. Kiểu đã turn to the dark side từ bao giờ vậy? Từ lúc cái bọn ngu đừng chạy chúa. Từ lúc nào? Ý là cậu không thể là bảo vệ những người mà họ sẵn sàng để chết đúng không? Họ đã chết một cái chết vinh quang. Bảo vệ không, nhưng mà họ đâu có muốn chết, họ chỉ muốn đến Baldur's Gate thôi mà. Nhưng mà họ đã chiến đấu để bảo vệ tương lai của họ là những tiếp binh nhỏ tuổi. À, đúng rồi. Thì họ đâu có muốn chết, họ muốn chiến đấu để sống mà. Họ đã chết một cái chết vinh quang, như thế đi, lòng nó nhẹ nhàng. Nếu chúng ta vẫn có thể thay đổi điều đó. Còn ai còn sống nhỉ? Tôi không nghĩ là cậu đẩy xa được đến thế đâu. Tôi chỉ đang cố thôi. Poison, oh no. Chưa, bắn con nhện này mà chỉ được có 2% nữa hả? Really? Trong đầu nhờ, giờ yếu quá. Hình như em vừa làm không đúng lắm. Tên đó sắp chết rồi, nhưng mà hắn vào được trong này rồi. Không sao, hắn mò lên là sẽ bắn được. Nhưng mà còn bộ trẻ. Con bọn trẻ. Bọn trẻ có đứng đây đâu. Ủa, tên ta lao xe được tích điện này. Landing shot từ đâu ra vậy? Giày. À, ở cái giày. Ui. Không, mày có mình vừa bút giáp cho Will chết luôn mà. Ơn rồi. Chết chưa? Chưa chết. Chưa chết. Ôi, nó cắn chết con quỷ nhỏ rồi. Ôi, nó cắn chết Will rồi. Will. Oh my god. Nó cũng chết rồi nó. Ôi, con nhện đồng quy vô tận luôn rồi. Chắc con goblin này chắc là chết này. Cái danh sách người đánh nhau càng ngày càng ngắn rồi đấy. Chúng ta có cơ hội. Chết rồi. Bên này, trên này kia rồi. Xử lý mấy cái thằng cu kia rồi được. Có nhiều thằng cu đứng ở góc bên phải nhưng mà kệ. Không vấn đề gì. Hay là xuống để tớ đánh bọn chạy qua nhỉ? Tại vì tớ cũng không giỏi đánh tầm xa. Đồng ý. Ơ kìa. Ôi trời ơi, đây làm gì nữa? Oh my god. Ơ kìa. Oh, you good? What the fuck? What? Bro, sẽ đây rồi, ok. Oh my god, cười bắt. Chắc khẩu trang nó không tính vào movement. Internet meme. Healing ward. Cho Will vào vị trí nào mà đẩy bọn nó lại trên Spike Grove, nhưng mà bây giờ vẫn chưa dùng action được. À, có cái Void Bob là nó kéo các thứ đấy. Biết cái đấy không? À, em không phải là máy. Wait, khó không được. À, em chỉ phải một cái mystery artifact đi. What? Đây, nhận lấy. Guardian rồi. No! Rồi chúng mày tắt. Oh nice. Có mũ draw kia mày căng đây. Có khi là cứ kệ cái bọn hai cái đứa bắn cung ở dưới đi. Yep. Lazel sẽ chạy xuống hỗ trợ. Hai con này nó lại chạy vào này. Con chạy vào rồi nó sẽ nằm. Thế cái Spyro này nó phải giết phải 7749 nữa. Oh, có một có anh dám con hồi máu cho Will luôn này. Yeah. Tớ có thể hold person. Oh nice. Có nhiều các bạn tên ma thuật nhỉ. Chữ đến bây giờ. Ở sẽ đây có một cái đó. Ngay bên cạnh tớ có một cái oil barrel nhá. Tớ sẽ bước tránh ra. Và nếu mà cần thiết mà cái bà kia đứng gần mà không gần tớ thì bắn nó.
Lấy khiên ra nào. Cái này thì kiểu... Oh no. Oh no. Không phải next rồi. Level play quá. Đúng rồi, Misty Step. Oh. Yeah. I'm a pro gamer move. Nó play bình thường. Đẩy xuống, đúng rồi. Oh my god. Đúng khỏe quá. Anh tớ ơi. Sao anh play mình rồi. Trời ơi, Unreal tội nghiệp mà không hề nghĩ vụ xe lao lên như thế. Fuck. Bị vướng cái barricade kia không bắn được ạ. Ôi thì la xe hồi máu như vậy. Cái second win vậy. Nhưng không bắn được. Ok, second win. Ok kìa, second win đi kìa. Tại sao second win nó bảo invalid target? Bro, what is this buggy ass game? Oh my god. This is buggy ass game. Chúng tôi bóng phút BG3. I can't. Ok kìa. Lag thật đấy. Yep. Đây là second win rồi. Rồi. Bốn máu đó, ít rồi. Literally là 1+3. Nó vào được rồi à? Không có spike đâu, nó chạy qua được rồi. À, chết rồi. Oh no. Mới biết ai là người với cái spike roll đấy rồi. Swift as my feet can carry me. Có dùng cái kia lao được không? Đây rồi, mãi mới được. Bên màn hình của anh nó thành ra chém 3 phát. Chưa ra. Đọc ác này. Ôi Will. Ôi. Không ổn rồi các đại vương ơi. Đầy 3 rồi. 25% anh ơi. Khó lắm, khó vô cùng. Shop đi. Shop lấy khoảng cách. Mà I can't be this chain. Không shop được. Mà I'm playing quá. Hay là chạy đi rồi thì bị bài đánh cho phát chết luôn. Will không có giáp đâu. Yep, cho nên là thôi. Ủa, bài đánh rồi đúng không? À chưa. Bài đánh rồi. Bài qua tơ bài rồi, Jesus. À, có thể do Lazel vòng ra cứu chẳng hạn, cứu Adriel chẳng hạn. Hay là không thì đánh, không biết là cứu không, thì không tới, cũng chạy vào không tới à? Thế sao đánh vậy? Thế đẩy nó ra phải Will là cái gì đấy? Thế em sợ là tôi sau bài đánh hai phát đầu Will cũng nằm luôn. Come off là đi. Cái artifact cứ bảo try something else. Bro. Bro. We know. Hunter ơi, chúng ta cần cậu ở trên này. Thế lỗi này, dash. Vãi trưởng ạ. Chạy lên Pomo Strike ạ. Quá luôn. Chắc ông này lo được nốt rồi. Chạy lên nào. Chắc ông mới lo được rồi. Cái này mới giúp ý, Hunter, không ổn đâu. Bàn này còn có Aura Protection cơ. Lúc đấy em kết liễu bàn này chỉ với một kiếm. Chúa. Thế đương nhiên, nếu mà đánh bà mà không chuẩn bị với cả bà ấy một mình thì... Ờ rồi, bà này không thể bị đẩy được. Ồ, ra cứu em không để em healing ward Will lên nhỉ? Ô ai, chắc là Lazel không chết được, Lazel khá là trâu. Ủa? Không được à? Anh đem cái bình máu ra. Ủa bà ấy được hồi máu à? Ừ, tưởng tượng cảnh trong phim là anh... Lát đem cái bình máu cho mình. Chặt lại. Nó sổ quá. Mũ. Ok hả? Bro. What is this? Bác mình phải outplay rồi. Chúng ta... Một cười quá. Oh. Fine. Chúng ta có gì nào? Chắc chỉ có là chạy ra help Will dậy á, để xong rồi bái lại đánh Will á, kiểu thế. Ok. Hy vọng không help con nhện. Em kiểu con nhện dậy nữa thì thôi đấy, không còn gì luôn. Will mỏng như một tờ giấy á, biết thế em cho anh thêm cái khiên. Sai lầm.
Ok. Ký được một tên bài. Ờ thì đỡ được một đòn. Rồi em stabilize rồi. Yay. Will lại sắp nằm rồi. Thế là bây giờ phải hai người, một người help Will, một người help em vậy. Thì bà ấy sẽ đánh hai tên trượt đúng không? À, tức là bà ấy đánh Will xong rồi bà ấy định hụt. Ơi, second time the charm. Really? Oh, hồi máu giữa anh không thấy số gì cả. Có hồi máu nhưng mà hồi máu cho cả bà ấy luôn. Bà ấy đánh hồi bà ấy kiểu bị bối rối khi mà anh hồi máu lên. Lại hồi máu cho bà ấy à? Từ đầu Will dậy chưa? Ừ, Will có dậy đâu, Will vẫn ngất. Will đã kìa. Ủa anh đếm cho Will gây dưới đất mà. Thì những ai vừa hồi máu? Chỉ có anh, Lazel với cả hình như là Hunter. Jesus fucking Christ, I can't. Đây đánh đi. Phải đánh hai phát cơ. Reaction đánh hai phát. Ừ. Thực ra giúp anh ấy giúp chúng ta. Chúng ta giúp nhau. Đâu, Adriel. Ok. Hunter có thể được chắn giữa đường được không? Vì em nghĩ bà ấy chuẩn bị chạy ra đấy. Đấy, tôi đoán ngay mà. Má ơi, chết rồi. Kìa. Khả năng thôi. Sao bà ấy đánh được xa thế? Em cũng không biết. Will chết mất rồi. Nhìn cái kiểu Will chết trong một cười vãi chưa. Mẹ lăn lộn. Từ còn cái scroll của Vivi sai không? Anh không nghĩ là mình nên tốn action vào việc tại bây giờ. Ok anh. Thế thôi xử lý nó đi. Ui à. Trông nổ đen thế mà không có tác dụng gì. Oh my god. Oh my shit. Hát lòng thật bắt chở. Ông ấy chọc phải đến chục lần ạ. Protagonist này rồi. Để lát lại. Anh replay lại cái này cho em. Protagonist này rồi. Đây là khỏi cái lát đấy. Oh my. Trượt hết à? Trượt hết rồi. Anh xin bà ấy cao quá. Anh xin 16 mà. Ôi. Ông bà ấy đánh bại hết cả chúng ta rồi. À. Chứ. Ôi. Vãi trưởng à. Vãi. Căng vậy. Oh my god. Có cái gì đây, toán phản quá. Vậy đâu nè. Oh, no. Rồi. Chết luôn rồi. Rồi, sống phận chúng ta. Nó có hạt quá. Bạn team play còn lại, có là rút được gì không? Vô, MVT. No, bà là Vengeance Paladin ạ. Bà lại bú anh thêm đấy à? Ôi, nằm rồi. Bà dùng lên em lần nữa. Lạy chúa. Có mỗi lần 24 máu là 48 máu, đúng rồi. Bà ba người chết. Ủa, đang đến lượt ai vậy? Em không biết, em nhìn nó trông có vẻ kỳ lạ. Hình như là... À, can't control, death and turn. Hả? Dơ? À, death rồi sao nó không skip turn? Đang đến lượt laser. Đây, bắt ghi. Hôm nay chúng ta có vẻ không phải là vé phong thủy rồi. Yếu kinh khủng vậy. Bây giờ mình yếu quá, bây giờ mình yếu. Ủa nhưng mà bây giờ là anh không cử động được luôn hả? Rồi, chắc là bắt lỗi rồi. Yeah. Anh không làm gì được luôn, đang đến tên của Lazel, và Lazel chết rồi, nó không cho làm gì. Không skip turn được. Chắc là load lại thôi, cái này chắc là mình cũng game over rồi. Đúng là đây là chênh lệch sức mạnh của nó thì khó quá. Đây là đã có lý do để chúng ta optimize. À. Thế giới không khoan nhượng. Alo, nghe được rồi không? Không ổn rồi anh kiểu đó. Alo, nghe được không? Em nghe được rồi, em nghe được rồi. Bây giờ em nghe được nhưng mà có vẻ là game của em có vấn đề rồi. Nó lại crash rồi. Rồi thế chắc hôm nay mình cứ end tạm đi. Rồi đỡ yep. Frustrated. Yep. Chúng ta đã kết thúc cái buổi hôm nay ở cái defeat. It's fine. Kết thúc một cái vòng tay ở đấy. Ok, chúng ta có một cái siêu highlight của buổi hôm nay từ ông Zeflor. Xem lại zombie.
đúng 18 phát luôn. Hàng lông tao bắt trưởng. Tao đang ngầu, chân ngầu mà. Ngầu quá. Thật sự là ông ấy lao đến kiểu lao đến. Ngươi đã giết tất cả những người bạn của ta. Bà kia đưa từng ngón tay ra nữa. Trời ơi, đúng rồi đấy. Con nhện thì là còn đang lát, con nhện cũng còn sống. Em đừng cái này đúng là cái nước tóc rồi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và bài đã đẻ hết. Xin cảm ơn, đây là tóm tắt của cuộc chiến này. Tất cả mọi người đếm hết tất cả mọi thứ có thể vào bài, và bài đấy sạch. Mình và Book còn ngồi với nhau thêm một buổi chơi nữa, nhưng tình hình là vẫn lag như vậy, nên bọn mình đã quyết định đặt một cái kết sớm cho câu chuyện của Hunter và Adriel. Đường đi mạo hiểm không bao giờ là dễ dàng, và câu chuyện của Hunter và Adriel cũng đã có lúc thăng, lúc trầm. Họ đưa ra nhiều quyết định ích kỷ, cố gắng tránh xa rắc rối, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng trong lúc bảo vệ hội di cư Tiefling khỏi những con goblin tàn ác. Cũng là cái kết khá thơ cho câu chuyện này. Quyển sách cho câu chuyện này tạm đóng lại. Giờ chúng ta lại theo chân những nhân vật khác ở multiverse khác. Mình, Thiện sẽ lại tiếp tục theo chân cậu bạn Will ở series solo Baldur's Gate 3. Đón xem trên kênh mình nhé.